bé thơ rất ham mê truyện tranh, thời ký ức không thể quên. Tiền ăn mỗi hôm có 2000 để dành nhịn không ăn, tình thế chuyện hết sạch. Gọi nhau lúc xưa có may bàn mà thôi, từng cuộc đặt nào có dám gọi lâu. Lập ứng trang kiếm tên trong danh bạ, đặc biệt một sinh như kia anh nghe điện. Vẫn nhớ lúc bé cùng cả lũ sang bên nhà nhau, anh em chơi game và quên hết cứu sâu. Mỗi đứa mỗi tính, thằng nào cũng tranh nhau vào chơi, thì ai cũng say mê rồi là hết mắng trời. Đang xem phim hay được nhất lúc ăn bên rồi thôi, xoay hết các món được không hãy cất lời. Thức ăn vô răng thì tôm sống ngon không thể chê, ăn chơi đó nè mình quên hết lối về. Thương nhau đi chỉ có xe mini, thằng sao đào thằng chưa ngồi cười hí hí. Ai mà chưa từng một lần nếm trải những cú lừa siêu ảo của hộp bánh quý. Cuốn chân được đánh hoàng màu cao quý, bóng gần cầm lên trông như hiệp sĩ. Chơi cọc đào rồi đến chơi huyết cối, tuổi thơ thật dữ dội quá hí hí hí. Ngày sinh nhật, ngày đặc biệt diễn ra mỗi năm một lần. Nước bánh chai, từ một bóng ra chiều đai muốn bản thân nhật ký bút may. Vô ly xây đồng hồ báo thức làm quà, chẳng cần những thứ xa hoa. Vẫn còn tràn tiếng cười là kỷ niệm luôn theo ta sẽ bao năm tháng qua. Thôi ta lớn lên cùng nhau, thôi ai cũng đang trẻ trâu. Chồng chia chạy trên chiếc xe đến kiếm phì, thật mau mặt vành lên đi trên phố rất ngầu. Khi ta selfie phải phong bá chú môi, bạn ơi dấu thêm phát sai trò lạ nhất trên đời. 1200 đồng hành với anh em một thời, chơi game hot nhất là cho rắn sắt môi. Khi sắp đôi mươi bản thân biết ước mơ nhiều hơn, đã biết yêu đương bằng cảm xúc chân trần. Nghe tôi vẫn đây hồi hộp lúc bước ra làm quen, bao năm trôi qua cảm xúc vẫn nguyên vẹn. Lúc tan học ngày nào cũng kéo nhau ra quán net đăng nhập vào Yahoo. Audition huyền thoại với tốc độ nhạc 200 hết mình ta đập. Nhảy 4K rồi lại đến 8K và nhảy beat up xong còn cả crazy. Những nắng cay để phụ huynh bắt ngay tại quán net khi game đang rất hay. Có gì mà đi bên nhau mình thương phút con ngồi. Mọi nơi anh em sát cánh cùng chung sức diệt vời. Một chiếc lúc đó chụp hình với phong cách hàng cuộc tay chân bắt bèo và những giác quen buồn. Đam mê năm xưa còn biểu diễn cho văn nghệ trường, yêu thích cây phốt bài nào cũng chơi được. Bao nhiêu ký ức còn vui cấp sinh tươi hồn nhiên, sẽ vẫn nhớ mãi dù đi khắp mọi miền. Yeah.